Cái nguyên nhân, cái đỉnh điểm lớn nhất là ông dê bé út nhà em gái em á, ông dê ở trò với em gái, nhưng mà đó, nhà em á cũng đông anh em lắm nhưng mà không ai lưu luôn, có chỉ có một mình em thôi. Cái em bé em, nhà em nó bảo chứ Thảo có thường còn thương ảnh không, em mới bảo à, giờ chỉ nghĩ rằng là giống như cảm thấy buồn á chị, cảm thấy là cuộc sống giống như cứ em hy sinh nhiều lắm. Thì bé em nó bảo là Thảo bỏ đi, ổng không đáng để Thảo ôm đâu, Thảo bỏ đi. Cái em mới hỏi tại sao gì nói vậy. Cái bé em đến đó ở thì mới có chuyện xảy ra. Thời điểm đó em không biết gì, giấu em không biết rồi. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Hôm nay thì bầu trời rất trong xanh và rất là xinh đẹp. Nhưng mà trên thế giới thì có nhiều việc rất là buồn. Hy vọng là chiến tranh sẽ mau kết thúc để người dân sống bình yên. Sau đại dịch là tới chiến tranh, rất là nhiều việc không vui ha các bạn. Hy vọng sắp tới những việc không vui sẽ qua mau để con người có thể sống cùng nhau hạnh phúc và yên vui. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một em gái rất là xinh đẹp, giỏi giang. Thí dụ như có những người chồng vô tâm, không quan tâm tới vợ hoặc là đam mê cờ bạc bên ngoài thì có những người phụ nữ họ vẫn chấp nhận và chịu đựng được, tha lỗi cho người chồng. Nhưng mà có những lỗi lầm giống như những dấu cắt hằn sâu sẽ không bao giờ người vợ có thể quên và tha thứ được cho người chồng, và sẽ gây ra rất là nhiều hệ lụy cho những người xung quanh. Nhất là khi vợ chồng chia tay, gia đình tan vỡ thì con cái là những đứa trẻ, những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc sống này. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ rất là đặc biệt của cô gái xinh đẹp, dễ thương mà còn giỏi giang nữa. Nào mời cả nhà. Nên em không có biết là chị có gọi hay không, nên em mặc đồ đấy. Không sao đâu, em thấy có cái áo thôi à. Chị chào em nha. Chị Dạ, em chào chị. em muốn vài phút nữa để em trang điểm không? Thôi khỏi đi, tại vì Hồi đó giờ em có trang mấy điểm khi không? làm việc. Dạ. Hồi đó giờ em có trang điểm không? Dạ có, nhưng mà cũng ít khi lắm chị. Tại em, thí dụ như em đi lễ hoặc là đi tiệc thì em chỉ có đánh kem chống nắng rồi kẻ chân mày rồi kẻ môi son thôi. Chân mày của em thấy đẹp mà, chân mày giống như là chân mày sâm mà phải không? Dạ đúng rồi chị, nhưng mà nó nhạt á, thí dụ như mình đi tiệc thì mình kẻ cho nó đậm lên chút xíu thôi. Ok, chị rất là vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nha. Dạ em chào chị, em chào tất cả mọi người trên kênh YouTube và trên cái kênh của chị. Em có thể giới thiệu về mình ha. Dạ em năm nay 38 tuổi, em sinh năm 84, 37 tuổi hơn. Em ly hôn được 7 năm và em đang nuôi hai con. Ly hôn được 7 năm, đang nuôi hai con. Em ly hôn năm 2015. Em đang sống ở đâu? Vậy nên em sống ở Xuân Lộc, Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai cũng đông ha. Em hiện tại đang làm công việc gì em? Dạ hiện tại thì em làm nhiều việc lắm. Thứ nhất là em có bán hàng online nè, rồi em cho học sinh cấp 3 ở chị, tại vì em ở gần ở trung tâm thị trấn á. Rồi có một cái trường cấp 3 thì tất cả thí dụ như học sinh mà ở xa trường họ sẽ phụ huynh sẽ kiếm chỗ cho con ở gần ở trường, trong đó là em có cho học sinh cấp 3, bốn em học sinh cấp 3 ở, và em nấu cơm cho học sinh ăn. Học sinh ở từ đầu tuần đến cuối tuần mới về nhà, rồi đầu tuần lại về đây học và ở đây luôn. Em cho học sinh ở trong nhà em hay là có phòng trọ riêng? Dạ ở
nhà gồm có 4 phòng. Thì em cho học sinh ở 3 phòng, rồi ba mẹ con ở 1 phòng. Em với ông xã chia tay lâu chưa em? Dạ, từ 2015 á chị, là được 7 năm. Hai chồng em cưới nhau được bao lâu? Dạ, hai vợ chồng em cưới nhau được 14 năm. Wow. 2006. Cưới là lúc đám cưới em trẻ, còn trẻ dữ đó hả? Em lúc kết hôn là năm đó em 21, còn trẻ nên lúc những cái như trong hôn nhân thì giống như nó không phải là không hòa hợp, nhưng mà do giống như chồng em cũng còn, chồng em hồi đó là lớn em một tuổi. Nhưng mà không có cái suy nghĩ chín chắn, không có phải là người đàn ông của gia đình. Giống như nó có nhiều biến cố, nó rất là nhiều biến cố. Không ngủ mấy học. Chồng em làm công việc gì? Ông buôn bán đó chị, ông buôn bán thú rừng. Mở tiệm thuốc tây hả, hay là dược sĩ? Chị buôn bán động vật hoang dã, chị hàng cấm á. Buôn bán hàng cấm. Ông chỉ có cái công việc đó thôi chị. Lúc trước em cũng kêu thay đổi nhưng mà ông không có thay đổi công việc nào hết. Ông chỉ biết cái công việc đó thôi, còn ngoài đó ông không làm được cái gì hết. Nó giống như quen nghề rồi đó. Rồi lúc bà lấy chồng em có làm việc gì không? Trước khi lập gia đình thì em có đi làm tóc. Xong rồi khi em lập gia đình về thì em bỏ cái nghề đó và em ở nhà và em làm dâu, nuôi con. Hồi đó làm dâu cũng cực lắm chị, làm dâu tới 3 thế hệ. Rồi những em còn trẻ nữa đó, rồi phải nuôi con, rồi lúc tuổi ăn tuổi chơi nữa. Cái giống như em không có cái chăm sóc con tốt nữa. Rồi cái việc làm dâu nó cực nữa. Rồi em ở nhà chỉ việc là chăm con với lại nấu ăn, nấu uống, dọn dẹp nhà cửa. Xong rồi được mấy năm, được đâu 3 năm. 3 năm rồi em đi làm công ty. Em làm cũng tốt lắm, em làm rất là tốt. Em làm đâu được hình như gần có 1 năm thôi. Em cấn bầu bé thứ hai với lại nó nhiều áp lực á, nó có một cái tính nó không, bây giờ thì nó hình như là em cũng đỡ rồi. Em có một cái tính là ví dụ như mà em vừa áp lực công việc mà vừa áp lực gia đình đó thì em sẽ không tập trung vào công việc được. Đúng rồi. Em không tập em không tập trung vào công việc được thì lúc đó em vừa lại cấn bầu nên em bị hành rất là nhiều. Trong khi đó em cũng làm cái chức lớn ở trong đó, giống như mình làm mà mình không có có tốt thì cái trách nhiệm mình nó không có, thì em cũng cảm thấy rất là ngại. Nên lúc đó em nghĩ thì có nhiều chị trong đó cũng nói em là cố gắng, giống như cố gắng làm đi đừng có nghĩ uổng á, tại vì cái lương nó cũng tốt á, nhưng mà em không gồng nổi, nó nhiều áp lực em vừa gia đình giống như vừa chồng vừa công việc đó, nó nhiều. Em không làm nổi được, lúc đó em cũng hành ngán. Em nói chị nghe rõ không chị? Chị nghe cũng rõ thôi. Em rồi à, em lấy em xã em cùng quê với em ha, khác quê? Dạ cùng, tụi em học chung một khối, khác lớp. Gọi là cùng huyện với nhau luôn á chị. Hiện tại là con em đang ở chung với em hả? Dạ, em nuôi hai con. Rồi em ở nhà em hay là em đang ở nhà cha mẹ em? Thưa chị là em ở nhà thuê. Em thuê cái nhà này rất là rộng á, của thầy giáo, nên thầy cô đó giúp em kiếm phụ học sinh với em á, để cho em có thể xe bớt cái tiền nhà ra. Uh-huh.
Cha mẹ em ở gần em không? Dạ cũng gần, ba mẹ dạ gần, cũng cũng độ tầm 10 cây số chị, nhưng mà ba em mất lâu rồi. Em còn má, má em mới bị tai biến được, má em bị tai biến năm mấy rồi đó. Nhờ má mà em biết chương trình của chị. Má em bị tai biến rồi, má em xem nè, xem chương trình nào. Dạ. Má em nói sao? Má em nói là, má em nói là con mở cái YouTube lên xem cái chị Yên Quỳnh nó hay lắm. À, má muốn đăng ký cho mày nhưng mà không biết mày có chịu không. Mày coi đi. Dạ, má nói vậy. Má nói ngày nào tao cũng coi hết trơn á. Thì em mới coi chị đây cách đây chắc mấy ngày à. Má em kêu, má em xem chị rất là nhiều. Dạ. Đó là má em nói là má em kêu là coi đi. Má định đăng ký cho mày nhưng mà tao không biết là mày có chịu không. em nghĩ ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em là sống tình cảm. Cái gì em cũng làm được, cái công việc chân chính là cái gì em cũng thể kiếm tiền em nuôi con em được. Em hoạt bát và em có cái khiến em có thể em tiếp xúc với các cô á chị, em thích tiếp xúc với người lớn. Em thích giao tiếp với người lớn. Rồi có thể là em làm việc ở ngoài, công việc gì em cũng có thể làm được, nhưng mà nó không nhiều tiền thôi. Cái công việc nào giống như nó phù hợp, em có thể vừa lo cho con mà em có thể làm cái công việc có tiền để mà nó xoay sở, giống như cái thời gian mình có thể quyết định được ấy. Làm tốt là cái ưu điểm của em là như vậy. Em kinh doanh online là em đang kinh doanh mặt hàng gì? Nhiều lắm chị. Có con bạn em nói hỏi sao có gì cũng bán hết trơn vậy. Giống như em sử dụng cái sản phẩm gì đó tốt, hoặc là mình ăn cái gì đó ngon, hoặc là mình, nói tóm lại mình sử dụng cái gì đó tốt là em đăng lên. Thì cũng có nhiều người hiểu em, nhiều bạn bè em á, biết tính em là thấy em kỹ, hoặc là em hay kỹ, hoặc em dùng cái gì em cũng kỹ á. Thì em đăng lên thì họ mua, còn đôi lúc cũng có nhiều người mua ủng hộ vì là mình, vì em con giống như ủng hộ thì để em có tiền nuôi con em vậy đó. Rồi ngoài công việc đó hiện tại là em có làm thêm gì nữa không? Dạ cũng có, em mua đất sao em bán lại. Cũng giỏi đó. Làm đủ thứ hết ha. Em dạ làm vậy có thể mới đủ, lúc còn thiếu thốn của con nữa chị, vì học hành nó nhiều á. Em lại hay lo, giống như em hay chu toàn về con cái rồi. Cứ phải cố gắng làm vì con. Mình sinh ra là trách nhiệm của mình phải không? Trách nhiệm lo là trách nhiệm của mình. Em rồi mình sinh ra nó rồi. Ông xã em á, sau khi chia tay có phụ em tiền nuôi con không? Dạ không chị. Vậy hả? Không có phụ gì, không phụ gì. Ngày ra tòa em không bắt phụ hay là sao? Dạ trong đơn thì có chị. Nhưng mà ông không có trách nhiệm, ông không có trách nhiệm, giống như em không có đòi hỏi. Tại vì lúc mà lúc ly hôn á, thì trong đơn ly hôn á thì có trợ cấp. Nhưng mà khi mà em ra đi á thì em nói là em không cần trợ cấp cũng được. Tại vì em muốn, giống như là em không muốn dính dáng tới, em cũng muốn là lúc đó em giống như mình khi em đi á thì em suy nghĩ như là thôi giờ một mình con đi cho nó chắc, chứ bây giờ mà cứ ngóng vào đó, tại vì ông bình thường ông đã là không có trách nhiệm rồi. Em nghĩ là nếu như mà ông có trách nhiệm thì em cũng cố gắng hy sinh. Tại vì chỉ là lúc mà em ly hôn đó là em cũng có cho cơ hội để quay lại với con. Em có cho cơ hội, nhưng mà cái cơ hội đó nhiều rồi, đâm ra giống như ông không có trân trọng á. Rồi ông cứ càng lúc càng
càng lún sâu nhiều hơn, nên năm ra em cảm thấy không không thể bước tiếp được, rồi không ở chung được, tại vì em nói là em ra đi là vì con em, chứ không phải là vì em nói vậy đó. Em nói giờ em ra đi là vì con, tại vì em sống chỗ cái môi trường mà có thể là làm cho con em nó ảnh hưởng đến cái tương lai của nó, nên em cũng không muốn ở đây, em đi vì con đi, em dắt con em đi. Em, nhưng mà đỉnh điểm là gì mà hai vợ chồng chia tay? Nhiều lắm chị, rất là nhiều. Lúc đầu mà mới kết hôn về thì ông cờ bạc nhầm. Chưa tới một năm thôi chị, đi trốn nợ. Để em ở nhà làm dâu á, rồi em bị giống như là đi trốn nợ xong rồi ở nhà là chủ nợ ra. Lúc trước tiên á là nhà chồng em, chị chồng em ở mấy bà mụ o rất là khó, chửi em rồi nói em là cái thá gì mà để cho em của họ là phải đi làm kiếm tiền nuôi em. Nhưng thật sự lúc đó là chửi hôm trước là hôm sau là có người tới đòi nợ. Xong rồi em khóc rất là nhiều, nó tóm lại là cái, nó nhiều, nó rất là nhiều thứ. Rồi ông bị giống như ông bị phụ thuộc nợ nần đó chị. Rồi ông cứ bị phụ thuộc vào nhà ông, nên đâm ra ông không có giống như cứ đụng chuyện ra là cứ mọi giống như cứ chuyện có nói không ra, miễn làm sao mà để nhà trả nợ cho ổng là được. Rồi có nhiều thứ lắm mà cái điểm lớn nhất là ông hai đứa nhỏ em nó nằm đây nè. Điểm lớn nhất là ông giống như ông muốn dê ông sàm sỡ đốt nhà. Nó có nhiều nguyên nhân, nó rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân lớn nhất giống như em buông xuôi luôn là em không thể nào, giống như em không thể nào mà cho cái cơ hội nào hết á. Cái nguyên nhân, cái đỉnh điểm lớn nhất là ông dê bé út nhà em gái em á. Ông dê ở trò với em gái, nhưng mà nó chưa làm gì chị. Má em và em giấu em. Rồi tới khi nói cho em biết á thì má em hỏi em á, má em hỏi em là sao bây giờ con quyết định như thế nào, tại vì chị biết không, nhà em á cũng đông anh em lắm nhưng mà không ai liên quan. Chỉ có một mình em thôi. Chỉ có một mình em thôi. Thì má em hỏi rằng là đã suy nghĩ kỹ chưa. Em bảo là con suy nghĩ kỹ rồi. Thì má bảo nếu mà suy nghĩ kỹ rồi thì phải để dành sức khỏe mà lo cho con. Đường còn dài lắm, không có được khóc không buồn nữa, để dành sức khỏe. Mấy em nói em vậy, cái em bé em thì em nó bảo chứ Thảo có thừa còn thương ảnh không? Em bảo không. À, giờ chỉ nghĩ rằng là giống như cảm thấy buồn á chị. Cảm thấy là cuộc sống giống như cứ, em hy sinh nhiều lắm. Thực sự em hy sinh rất là nhiều. Khi em ra đi là em không có hối hận về mình làm vợ hoặc là mình làm dâu tệ. Em không hối hận, em rất là tự hào về cái mình làm vợ. Em không có hận điều gì hết đó. Thì mấy em nó bảo là Thảo bỏ đi, ổng không đáng để Thảo ôm đâu, Thảo bỏ đi. Cái em mới hỏi tại sao gì nói vậy, cái em nó mới nói ra. Cái em nói tại sao giờ này gì mới nói, thì mấy em nó bảo là tại má nói là không cho nói, tại vì ổng chưa làm gì em hết đó. Nếu như mà nói ra thì cháu của má sẽ không có cha. Em mới nói là gì mà nhìn thử bây giờ có tốt hơn đâu, nó còn tệ hơn nữa. Nên tại vì ông chưa có làm gì em hết. Em má không có cho nói. Đó là em gái của em ở nhà má em mà dám gì đó hả? Hay là qua nhà của bên em ở? Qua nhà em á chị, tại vì chỉ trong hồi đó em làm nhiều việc lắm. Hồi đó cưới
em về xong rồi em ở nhà nuôi con á, rồi nhà họ kinh doanh á, họ cứ khinh em là chị họ, chị của chị chồng em á, cứ nói em á là nhà buôn bán mà em không biết làm gì, chê em ghê lắm, khinh em đủ thứ đó. Xong rồi em cảm thấy giống như là mình cũng vẫn đi làm được, mà tại vì mình mới lấy chồng về, em còn nhỏ quá đó, với lại con em cũng còn nhỏ, nó eo lắm, chị nuôi cực lắm, hai đứa con nhà em nuôi rất là cực. Nó bệnh suốt hà, nó lớn thì nó đỡ bệnh đó chị. Cái em lúc nào là em đi kinh doanh quần áo nha, em đi lấy quần áo sỉ, em về em bán lẻ trước. Sao em thấy giống như là cái kho sỉ đó, cái chị đó cũng giúp đỡ em, giống như em luôn luôn được nhiều người giúp đỡ chị. Em ra ngoài em làm á, chị giúp đỡ em, chị bảo chứ em không có vốn á thì chị em cứ lấy đi, đi về bỏ đi, xong rồi cái nào dư cứ trả chị, xong rồi trả tiền chị, cứ là dư cái gì thì cứ trả lại chị nhận hết. Đó là em được cơ hội đó, cái em lấy về chứ em đi bỏ sỉ. Mẹ em mướn một cái kiosk em bán á, là em đi về nhà ngủ thì em sợ mất đồ. Em mới nhờ cái em đem coi, tại mấy em nó cũng hồi thời điểm đó cái em nó làm công ty á, rồi cái công ty nó cũng gần chỗ em mướn nhà á, mướn cái kiosk để bán á. Em nhờ cái em đem coi, lên xe lên giống như tối ngủ xong rồi đi làm về nó gần á, cái mấy em đem nó ở thì mới có chuyện xảy ra. Thời điểm đó em không biết gì, giấu em không biết, rồi lúc đó cũng không có coi cái cửa cái kiosk giùm em luôn, thì em cũng sợ. Rồi sau này giống như em cảm thấy giống như cái công việc em đi như vậy không ổn đó, rồi em dùng nhiều sức quá mà em ăn uống thì không có bổ đó. Giống như em yếu sức, em mệt á, cái em ngưng cái công việc đó, cái em vô công ty em làm. Em vô công ty làm thì em cố gắng làm rất là tốt, thì cái chị phó tổng nó chỉ bảo chứ Thảo lên giám đốc để em quản lý hàng giùm chị, cái em không nhận. Rồi chị bảo cái chức này rất là nhiều người tranh giành, mà tại sao chị cho mày mà mày không thích? Nó không, tại vì em chuyên về bên may, em có thể kiểm bên đó rất là chuẩn, nhưng mà bên cái khâu mà keo dán đồ đó thì em chưa có được học kỹ nên em không nhận. Chị nói mày lên đi, chị sẽ kèm theo mày và chị sẽ hỗ trợ mày hết mình. Cái thời điểm nó tóm lại là em làm rất là nhiều việc. Chứ không, sau đó thì sau đó là em đi làm ngành bảo hiểm, em làm được 7 năm á. Em rồi giỏi quá hả? Em làm ngành dạ chị biết không, cái ngành bảo hiểm là cái giống như cái đường cùng em phải làm. Tại vì sao lúc đó em sinh em bé thứ hai ra là nếu như mà em vô công ty á, tại vì nhiều chị cũng bảo em là vô công ty làm đi, lương thu nhập rất là tốt, tại vì em là giám đốc mà. Nhưng mà em bảo là nếu như em vô đó lỡ coi em ốm đau không có ai lo, mà chị biết không, vào thời điểm đó chồng của em đi tù. Đó nên em nói là nếu như vô đó mà làm thì con em đau ốm cũng sẽ không ai lo, mà em không biết cái công việc gì mà để em làm, để em vừa có thể chăm con mà vừa kiếm ra tiền được. Thì ông đi tù cũng không để em 1.000 nào hết, mà lúc đó em khóc xuống thôi chị ơi. Cái lúc trước khi đó mà... em có tham gia bảo hiểm cho con em. Nhưng mà ông xã em bị tội gì phải đi tù? Dạ đánh bài. Đi tù hai chị em luôn á chị. Hai chị em đánh bài. Wow. Rồi cái trước khi đó thì em có tham gia bảo hiểm cho con em. Xong rồi em thấy bảo hiểm tốt, cái em giới thiệu, tại cái cô đó tư vấn cho em, cái em có giới thiệu bạn em cho cô để cô tư vấn. Thì cô mới nói Thảo ơi, cô thấy con có cái khiếu nói, con đi học cái này đi, để con đi làm. Mà chị biết không, lúc đó ông đi tù thì đâu ai biết đâu, cái cô đụng đâu biết. Lúc em đang cần việc thì em mới hỏi cái công việc đó như thế nào. Cô bảo là cái công việc đó mình cái thời gian là mình tự quyết định, con có thể kiếm thu nhập nhiều hay ít là do con. Con cứ thử đi. Thì lúc đó em, chị biết không, giống như đường cùng rồi. Mình phải tại vì bỏ thời gian đi học của nó chị, phải đi học lấy bằng nữa. Vậy đó, cái phải học bao lâu? Học luôn. Dạ học một tuần rồi chị. Một tuần về cái luật của nó, rồi cái điều khoản cái luật đó thôi. Cái luật về bên tài chính của nhà nước Việt Nam đó chị. Học xong rồi ra làm. Chị biết em cứ nguyện xuống, em bảo giờ mà ở nhà khóc đó thì con đói. Mà phải đi làm. Mà đi ra đường không biết làm gì cũng khóc. Ra đường không biết làm gì trước tiên cũng khóc chị. Cô cũng bảo đừng có lo, có cô đây, cô sẽ hỗ trợ. Cái này chị biết không, cái em cứ nguyện trong lòng em là nghĩ sau tháng lúc đầu tiên chị đủ tiền mua sữa cho con, rồi cho con đủ ăn một tháng là được, con không cần nhiều. Chứ không là em tính là khoảng 5 triệu đó ha. Giờ mà cái tháng đầu
Dạ, cái tháng đầu tiên giao dịch em làm như 17 triệu, em nhớ tới giờ luôn á. Được mừng, em mừng lắm luôn á chị, rất là mừng. Nhưng mà chị biết không, cái chi phí đó, đi làm rất là nhiều. Nên em cứ lãnh lương ra là em phải mua sữa cho con hết trong vòng một tháng đó. Con ăn cái gì là phải để dự trữ cái tiền đó để dành hết cho con. Rồi em làm được 7 năm, làm rất là tốt chị. Rồi Em sau nhưng chồng mà em về, bán bán bảo hiểm thì mình đâu cần chi phí gì, em nói là chi phí lo cho gia đình đó hả? dạ không, phương tiện đi á chị, đi nhiều thì phải cần tiền đổ xăng nè, rồi ở ngoài nhiều nè, có nghĩa là mình phải 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 đi đến nhà khách hàng, mình xin vợ chồng mình giống như mình xin khách hàng là mình cho mình thời gian tới tư vấn á, rồi mình phải tốn tiền phone nè, chi phí cũng nhiều. Rồi chứ lúc đó trời ơi, em nghĩ thôi, em nghĩ tới thời điểm đó em phải nói là em như một người đàn ông, em ra đường là đàn ông, mà em về nhà là mẹ. Trời ơi, em quay như trong trống vậy. Mà em lay lắt cũng được 7 năm đó chị, 7 năm với cái nghề đó. Rồi sau em ly hôn thì em không thể làm công việc đó được, tại vì thì bé nhà em nó lớn á, em phải ở gần con hơn. Rồi tại vì mấy đấy bé nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5 á, là em có thể gửi cô luôn, em gửi cô giáo là sáng đưa đi học rồi cô đón về nhà thì cô ăn, thì chiều mình chỉ cần đi làm về mình ghé mà đón con về nhà thôi. Nhưng bé nhà em bắt đầu lên lớp 6 là không có cái dịch vụ đó, không có cô nào giữ hết, tại vì lớp 6 là học thêm rất là nhiều. Ở Việt Nam thì chị cũng biết đó, phải học thêm nhiều môn thì mới theo kịp với trường với các bạn, thì không có dịch vụ giữ giữ trẻ. Buộc lòng em phải lúc đó ly hôn, lúc đó ra đi nữa, em phải tập trung vào con em luôn, và em cứ đưa đón con đi học, em không còn thời gian để làm cái công việc bảo hiểm nữa. Em phải nghỉ nghỉ từ từ em nghỉ luôn. Em nghỉ thì cũng cũng tiếc, có nhiều người bảo em làm rất là giỏi, mà em nghĩ cái đó nó thì bây giờ là mà nếu mình làm vì con thì bây giờ phải gần con nhiều hơn. Rồi em gác cái công việc đó qua, xong rồi em đi thì giống như em cũng có may mắn thật sự, đôi lúc giống như Chúa cũng giúp đỡ em rất luôn, giống như Chúa luôn nâng đỡ em, vì mọi việc em chỉ biết phó thác thôi. Em hay đọc kinh rồi em cứ phó thác một điều là chỉ mong mọi chuyện nó bình an, rồi giống như công việc nó tự tới để em có thể nuôi con rồi đưa đón con đi học. May mắn sao em mướn cái nhà này rồi học sinh ở, xong rồi em nói phụ huynh đó, phụ huynh tới gửi em bảo là em ở nhà em nấu ăn cho con em đưa đón con em đi học đó. Nếu như mà anh chị có tiện thì em nấu ăn cho con chị luôn, để ăn ở nhà thì nó sẽ vệ sinh hơn là ở ngoài. Cái họ họ rất là thích điều đó, là họ gửi nó ăn luôn. Em là cơ duyên nào đưa em đến với công việc mua bán đất nữa? Em có thì em có mấy chị, thật sự với chị là khi mà em ra đi á, em dẫn con em đi á, cái em bị khép kín lại. Em nghĩ cái ngành bảo hiểm cũng do là giống như là giống như em bị khép kín lại, em không có còn mở lòng ra nữa. Em cũng giống như là cuộc sống nó làm em mất lòng tin, giống như chồng em làm em mất cái lòng tin nhiều á. Tự nhiên em sợ chị, em không có dám tin ai hết trơn á. Cái em bị khép kín lại, em không có muốn tiếp xúc ở ngoài nhiều, nó có nhiều vấn đề lắm, nên em bị giống như em không tin tưởng ai ở ngoài nữa. Rồi về sau đấy chị không, nếu như mà nói ở trẻ học sinh ở đây, thứ nhất là xe tiền phòng em thì tiền nhà em thì nó đỡ thôi, chứ nó không có kiếm thu nhập về cho em. Rồi em bán online thì nó cũng chỉ có một phần nào đó thôi. Rồi cái về phần đất thì giống như mấy chị giáo viên mà hồi đó em gửi con em á, là cũng là hàng xóm cũ của em á, mấy chị đó cũng tốt lắm, chị buôn bán đất. Rồi có nhiều chị bảo rằng là em ly hôn rồi thì em làm cái gì việc mà buôn bán đất đó, rất là tốt, rất là thuận lợi cho em, tại vì giống như mình ra ngoài mình giao tiếp á, thì những phụ nữ độc thân thì nó dễ. Cái nói em không hợp với cái này, với lại em không thích tiếp xúc ở ngoài nhiều, nhất là đàn ông, em bị dị ứng luôn á chị. Giống như em không, em nhìn ai em cũng không tin hết trơn, hiện tại bây giờ cũng vậy. Nhưng mà em thường xuyên tiếp xúc mà em làm việc cái về đất này là em đi với mấy chị giáo viên thì nhiều, tại vì em nghĩ rằng là mình phải kiếm một cái công việc nào đó nó cái thu nhập nó nhiều một chút, để mình có thể vừa có cái thu nhập để mình lo cho con học, rồi mình có thể ở gần con hơn. Còn nếu như mà em kiếm cái công việc nào mà nó ít tiền thì nó phải dành thời gian rất là nhiều, mà ít tiền quá thì nó không đủ chi phí.
Tại vì bây giờ em làm giống như cả hai, vừa ông vừa đàn bà thì nó cực lắm, em phải suy nghĩ. Rồi em đi theo mấy chị, rồi mấy chị giới thiệu. Với lại hồi đó giống như em cũng để dành chút chút đó. Rồi em mua đất thì ở Việt Nam thì chị biết ở dưới quê thì nó đâu có nhiều tiền đâu, mình chỉ ít thôi là mình kiếm chút chút cho con. Vậy là rốt cuộc là em bán một mình em hay là em bán cho công ty? Cái này giống như là chỉ không giống như là cho cá nhân, thí dụ như cái ở cái khu vực đó nó đang xuống thì mình có nhiều người á, mình họ đăng lên hoặc là mình tin tưởng ai đó thì mình hỏi người đó cái nào rẻ thì mình mua xong mình bán lại. Giống như nó ở Việt Nam thì nó ở chỗ là cũng có người làm công ty chị, còn bây giờ thì giống như là người ta bảo là cái nghề nó giống như mình muốn kiếm tiền là mình phải ra mình học hỏi, mình ra thương trường mình học hỏi, mình va đập mình té rồi mình đứng lên được. Rồi mình làm từ từ. Cái chịu khó đi là được. Thế từ từ rồi về rồi 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 đứng lên đi được quá. À, em nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Của em hơi cầu toàn, em cầu toàn quá. Coi cái khuyết điểm em này gì ta, tại vì thật sự em là một người phụ nữ của gia đình, nhưng mà em không có được may mắn để sống trong một cái gia đình trọn vẹn. Em luôn thèm khát cái cuộc sống gia đình trọn vẹn, nhưng mà em nói về một cái khuyết điểm của em á thì để em suy nghĩ. Nên em cầu toàn, lúc cầu toàn nó làm cũng cũng làm cho mình không không được như theo ý mình ấy, mình khó chịu. À, em nóng tính chị, em nóng tính, em thẳng tính lắm. Em thẳng tính lắm nên em đỡ đó. Chỉ là em làm cái ngành bảo hiểm 7 năm, em được học giao tiếp nè, em được học nhiều thứ lắm, em thay đổi nhờ cái ngành đó đó. Và em thay đổi cách tiếp xúc nè, em thay đổi cái giao tiếp á, rồi em thay đổi cái ứng xử nè, em thay đổi từ cái nóng giận của mình em kiềm được, nên em rất là đỡ đỡ rất là nhiều. Bây giờ nếu mà em muốn tìm một người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Người đàn ông của gia đình, thứ nhất là người đàn ông của gia đình thì nói có đó là nói chung á. Em không ngửi được mùi thuốc thuốc lá, em không ngửi được luôn. Em ngửi là em sẽ bị nhức đầu và em ho. À, người đó tuyệt đối là không được hút thuốc rồi đó. Là đúng rồi, không hút thuốc là em không ngửi được con mùi đó, em rất là nhức đầu. Đừng cờ bạc, em rất là sợ. Người đó có thể uống rượu không? Dạ, được, nhưng mà đừng có lầy lội. Có nghĩa là uống rượu thì có thể uống, nhưng mà hút thuốc là em không ngửi được. Em cũng có thể uống rượu được chút chút đó chị. Em ham vui lắm, em ham vui lắm. Dạ, có nhiều chị á cứ bảo em là cái trò hề cho mấy chị cười á. Chỉ cần ăn tiệc gì đó mà cho em uống chút chút vô là cái chị mà thân với em chỉ hay nói em của em là nó bao vui, cho nó uống miếng vô là nó chỉ có cười với lại nó chọc cho người khác cười thôi. Đi đến nào người ta cũng thích phải Nhưng mà em hạn chế, giống như em cũng cũng hạn chế tiếp xúc với đường ông, giống như em sợ, em có cái lãnh cảm. Đôi lúc có chuyện chị em biết không, đôi lúc em còn suy nghĩ em bảo chứ không biết mình có bị lét không ta. Đôi lúc em suy nghĩ vậy luôn á chị. Em tự về em nghĩ em nói chị chưa có nghe tiếng ồn không, tại vì nó nóng á, con em nó bật quạt lại. Không sao đâu em, cũng sắp xong rồi. Dạ
Dạ. Em đang nói chuyện quên ta. Em nói em tự suy xét em bảo chứ tại sao mà em thấy đàn ông em sợ, nhưng mà phụ nữ em tiếp xúc các chị đồ á, hoặc là các cô, tại vì em thích tiếp xúc với những người chững chạc với lại học thức á, để mình có thể học hỏi những cái điều tốt, mà con mình cũng tiếp xúc ở môi trường đó thì con mình nó cũng sẽ tốt. Nên em chơi với mấy chị giáo viên, các cô giáo viên trong trường của con em nhiều lắm. Em rất thích tập thể dục nữa, em đi với các cô á. Dạ, em thích tập thể dục. Thế nên giống như đôi lúc nghĩ không biết có khi nào mình bị lét không ta. Chắc không. Em rồi bây giờ rồi em coi video của chị lâu lâu vậy rồi em có tìm thấy được anh nào vừa ý em không? Dạ, ban ngày thì em cũng có coi nhiều, nhưng mà đôi lúc những người lớn tuổi họ bảo lấy trẻ tuổi bắt cũng sợ, nên em không biết chọn ai chị. Tại vì em đâu có thấy ai cỡ khoảng 50 đâu, lớn tuổi cũng không sao. Tại vì đối với em thì cái điều quan trọng nhất là tôn trọng nhau. Em sợ người đàn ông ăn chơi thôi. Mấy nó video trước của chị có mấy anh trẻ tuổi rất là nhiều mà. Em không coi lại mấy video trước à? Dạ, tại vì chị biết không, buổi sáng là em phải ở nhà, khi em mở chị xem á, là em vừa nấu ăn cho học sinh á, rồi em mở em xem của chị. Còn buổi chiều á, là thường thường em sẽ đi công việc. Em đi xem đất nè, hoặc là em đưa con em đi học thêm, rồi em về, rồi em đọc kinh, rồi chiều em lại đi lễ nhà thờ. Nên đó hả, em sẽ coi chị vào buổi sáng. Em mới xem chị à, bác em xem chị nhiều lắm. Chứ mà em nhà má em mới xem chị thôi. Vậy mà em không có hỏi má em có chấm ai cho em không hả? Em không có thời gian để gọi đó chị, tại vì má em nó không có ở dưới quê với em, mà má em mới đi lên Sài Gòn với em. Bé em nó ở Sài Gòn á, bé em kế em ở Sài Gòn á. Nên má em gọi về cho em cũng có gọi, em cũng định nói má, nhưng mà nhưng mà em chưa nói. Em chiều cao của em là bao nhiêu? Dạ thưa chị, chiều cao em là 1,5 m. Em nặng 48 kg. Bây giờ nếu yêu lại lần nữa, em có muốn người làm quen với em có tính lãng mạn không? Dạ có. Ông xã trước đây của em có tính lãng mạn không? Dạ. Như quên, lâu quá em quên. Dạ cũng có đó chị, em nghĩ là có. Ông lãng mạn không phải là vì yêu em, mà ông lãng mạn để ông che lấp những cái tật xấu của ông. Ông kín lắm, ông rất là kín. Gì đó hả? Dạ, ông kín từ cờ bạc tới gái luôn. Ông rất là kín, em phát hiện ra là giống như là về sau này em cảm thấy cái hôn nhân nó bị khập khiễng á. Rồi một mình em gồng gánh nuôi con á, tự dưng em cảm giống như từ từ cái nhìn nhận ra. Rồi khi em phát hiện ra thì bạn bè em, lúc đó bạn bè em nói nhiều. Em biết ra đường, lúc đó em lấy chồng là em chỉ biết chồng với con thôi chị ơi. Ít ra đường lắm, và tới khi hồi sự cố, nhiều sự cố xảy ra thì bạn bè, tại vì tụi em cũng học chung khối với nhau đó. Nên em gặp bạn bè em, cái bạn bè em nói cũng rất nhiều. Ủa em, ông xã rồi rút cuộc ông xã em đi làm về không có mang tiền về cho em nuôi con sao? Dạ lúc trước á thì chị biết không, làm buôn bán thuốc rồi cũng có chị. Nhưng mà giống như á, thí dụ như làm á, ở Việt Nam thì bằng tiền mặt á chị, em đâu kiểm soát được đâu. Em đâu kiểm soát được. Rồi cái thời điểm đó là em đi làm là em chỉ biết lo cho con rồi. Ông đưa rất là ít chị. Mình cứ giống như công việc nó cũng cuốn em theo á. Công việc nó cuốn em theo á, rồi em cứ làm xong rồi ông cứ đưa ít. Rồi chỉ không, ông có một cái tính là ông ỷ lại, ông thấy em làm tốt à. Em thấy ông giống như thực sự cũng giống như mình nghe nhiều người nói, hoặc là mình nghe những nhà tâm lý họ bảo là những người đàn ông Việt Nam họ ấy ỷ lại vợ, ví dụ vợ giỏi hoặc là vợ làm tốt thì cứ ỷ vào vợ, rồi cứ bắt đầu mê chơi xa đà ra. Chứ không có cùng vợ mà đóng góp vô cái hạnh phúc để cho con nó có ba có mẹ, mà không nghĩ tới điều đó, cứ ỷ lại xong rồi chỉ nhiều lắm, rất là nhiều. Nó tóm lại là
em chịu đựng rất tốt, nhưng mà cái sự chịu đựng em đến mức như em không 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 gồng nổi. Rồi em nói là em cứ nghĩ là nếu như mà ở càng lâu là con em lớn là nó sẽ hư, cái môi trường nó làm con em hư. Nên em buộc được phải ra đi. Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Cái lần đầu tiên em được được lên YouTube đó. Còn em nó vô nó nghe tiếng chị nó bảo, nó nói nhỏ nó bảo trời. Dạ. À, em chúc cả nhà, những người xem cái YouTube của em thì luôn được mạnh khỏe và được hạnh phúc, gia đình con cái luôn được ấm no. À, em chúc chị luôn xinh đẹp. Dạ, và luôn gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc và bình an và luôn luôn mạnh khỏe. Cảm ơn em nhiều nha. Mà con dạ. Khi em định đi thêm bước nữa như thế này, con có em ủng hộ em không? Dạ có chị. Ok, bye em, good night em nha. Dạ, em cảm ơn chị, chào chị.